Chào các bạn, hôm nay mình sẽ giới thiệu các bạn một cái mẫu sản phẩm tủ lạnh mini Rabicool, mẫu mới mới toanh luôn ạ. Mẫu này có mã là T36, tương ứng với là 36 lít. 36 lít các bạn có thể để được 31 chai La Vi 500 ml ạ. Ở đây cái tủ này có một cái đặc biệt là tủ có hai ngăn và có bảng điều khiển nhiệt độ của hai ngăn riêng biệt. Đây các bạn nhìn thấy bảng điều khiển hai ngăn riêng biệt đấy ạ. Một bên đang là âm 12 độ, một bên đang là âm 3 độ đấy ạ. Đây trong này mình có xếp một số chai La Vi ở đây ạ. Ngăn bên này thì các bạn để được tất cả là 16 chai. Có thể đứng hay để nằm thì đều được 16 chai. Đây ví dụ mình để đứng đây một hàng là 4, một hàng là 3. Và một hàng trên đỉnh mình để nằm trên đỉnh là 4 chai nữa là 16 chai. Còn bên này mình sẽ để được 15 chai. Tủ rất là rộng ạ, thoải mái cho để ạ. Đây có cái mỗi ngăn có cái giá sắt này các bạn có thể nhấc ra ngoài được. Có thể để cái giá này để khi mình để đồ thì mình nhấc cả cái khay ra đều được, hoặc là mình bỏ cái giá ra ngoài. Không có ảnh hưởng gì ạ. Tủ rất đẹp các bạn, chia làm hai ngăn riêng biệt. Rất thuận lợi trong quá trình sử dụng. Trong tủ T36 thì cũng có bánh xe các bạn nhé, có bánh xe ở một đầu. Và đầu còn lại sẽ là cái tay kéo. Đây, tay kéo ạ. Nhấc cái này lên và mình kéo đi, rất là thuận tiện. Ngoài ra thì cái tay kéo này nó sẽ cấu tạo đặc biệt một chút là mình sẽ làm cái tay để bê. Đây ạ, một đầu như thế này. Đầu còn lại đây ạ. Như là bê hoặc là khênh tủ. Và cái tay rất là thuận lợi. Và tủ thì vẫn giống như các mẫu tủ lạnh Rabicool khác. Thì mình có thể điều chỉnh nhiệt độ, tùy chỉnh từ 20 độ đến âm 20 độ. Ví dụ như các bạn muốn để đá thì các bạn để nhiệt độ âm 5, âm 10, âm 15 độ thì nó sẽ đóng đá. Nhiệt độ thấp nhất là âm 20 độ. Còn nếu các bạn muốn để hoa quả hoặc là rau cỏ hoặc là thịt, thức ăn thì các bạn có thể để từ 5 độ, 7 độ đến 10 độ nó sẽ hợp lý. Còn về dây nguồn thì ở đây vẫn giống như các mẫu Rabicool khác thì sẽ có một cái dây để cắm điện 220V ở nhà, có adapter để chuyển đổi nguồn điện. Ngoài ra thì có một cái dây để cắm trên ô tô, cắm điện 12V hoặc 24V trên ô tô. Đây, cái đầu đỏ này thì mình sẽ cắm trực tiếp vào tẩu trên ô tô, đầu còn lại mình sẽ cắm vào tủ ạ. Dây dài 3,5m nên các bạn có thể cắm từ trước ra sau cốp xe thoải mái. Đối với những cái mẫu xe đời mới thì sẽ có tẩu ở sau phía cốp xe thì sẽ không cần thiết phải dây dài như này. Nhưng đối với những mẫu xe mà không có tẩu đằng sau thì mình sẽ phải cắm từ trước ra thì cái dây này khá hợp lý ạ. Trên đây thì mình đã giới thiệu với các bạn mẫu sản phẩm lạnh mini Rabicool T36. Các bạn có nhu cầu mua sản phẩm vui lòng inbox hoặc alo theo số hotline bên dưới để mình sẽ tư vấn chi tiết hơn. Cảm ơn các bạn.